Chào các con, cô rất vui được hướng dẫn cho các con tiết tự nhiên và xã hội ngày hôm nay. Bài 21, 22, thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng. Qua bài học này, con biết phân tích mối quan hệ họ hàng và vẽ được sơ đồ mối quan hệ họ hàng. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Cô muốn cho các con xem một bức tranh gia đình mâm cơm ngày Tết cổ truyền của người Việt ta. Theo phong tục thì các con các cháu về sum vầy quây quần bên ông bà. À, đây là ông bà. Còn đây là bố mẹ của Quang và Thủy. Đây là Quang và Thủy. Còn đây là bố mẹ của Hương và Hồng. Đây là Hương và Hồng. Bây giờ ta sẽ phân tích mối quan hệ họ hàng. Để phân tích được mối quan hệ họ hàng này, các con cần trả lời ba câu hỏi sau. Câu 1, ai là con trai, ai là con gái của ông bà? Câu 2, ai là con dâu, ai là con rể của ông bà? Câu 3, ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà? Chúng ta cùng giải quyết câu 1 con nhé. Vậy ai là con trai, ai là con gái của ông bà? À, như các con đã biết, ông bà sinh được hai người con. Người con gái út là mẹ của chị em Hương. Còn bố của anh em Quang là con trai của ông bà. Vậy ai là con dâu, ai là con rể của ông bà? Mẹ của chị em Hương lấy bố của chị em Hương. Vậy bố của chị em Hương là con rể của ông bà. Còn bố của anh em Quang lấy mẹ của anh em Quang. Vậy mẹ của anh em Quang là con dâu của ông bà. Vậy ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà? Bố của anh em Quang là con trai của ông bà. Vậy anh em Quang là cháu nội của ông bà. Còn mẹ của chị em Hương là con gái của ông bà. Vậy chị em Hương là cháu ngoại của ông bà. Các con hãy nhìn lên màn hình phân tích mối quan hệ họ hàng. Gia đình bà Quang. À, gia đình trên có ba thế hệ, gồm có ông bà, cha mẹ và các con. Thế hệ thứ nhất là ai? À, thế hệ thứ nhất gồm có ông, bà. Vậy thế hệ thứ hai, ông bà sinh được mấy người con? Đó là những ai? Ông bà sinh được hai người con. Người con gái út là mẹ của chị em Hương. Còn người con trai cả, đó là bố của anh em Quang. Mẹ của chị em Hương lấy bố của chị em Hương. Vậy bố của chị em Hương là con rể của ông bà. Còn bố của anh em Quang lấy mẹ của anh em Quang. Vậy mẹ của anh em Quang là con dâu của ông bà. Vậy ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà? Bố mẹ của chị em Hương sinh được hai người con gái, đó là Hương và Hồng. Hương và Hồng chính là cháu ngoại của ông bà. Còn bố và mẹ của anh em Quang sinh ra Quang và Thủy. Quang và Thủy là cháu nội của ông bà. Vậy chị em Hương, Quang và Thủy là những người thuộc thế hệ thứ ba. Vậy anh em Quang và chị em Hương phải có nghĩa vụ gì đối với những người trong họ nội, họ ngoại của mình? À, các con nhớ rằng anh em Quang và chị em Hương phải biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc các thành viên trong gia đình. Tiếp theo là vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng. Các con hãy cùng cô vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng gia đình ba thế hệ. À, thế hệ thứ nhất là ông bà. Ông bà sinh được hai người con.
Người con gái út là mẹ của chị em Hương. Người con trai cả đó là bố của anh em Quang. Mẹ của chị em Hương lấy bố của chị em Hương. Còn bố của anh em Quang lấy mẹ của anh em Quang. Bố và mẹ của chị em Hương sinh được hai người con gái, đó là Hương và Hồng. Còn bố mẹ của anh em Quang sinh được Quang và Thủy. Như vậy các con đã vẽ được sơ đồ mối quan hệ họ hàng, gia đình ba thế hệ. Nhưng trong thực tế đâu phải gia đình nào cũng có ba thế hệ, phải không các con? Có nhà chỉ có hai thế hệ, có gia đình chỉ có một thế hệ. Các con nhớ xem lại nội dung bài học dựa vào sơ đồ mẫu, thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng của gia đình mình. Nhớ chuẩn bị bài cho tuần sau. Tiết học đã kết thúc. Cô chúc các con luôn vui khỏe, học tốt. Tạm biệt các con. Hẹn gặp các con ở tiết học sau nhé.